Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có những người Pharisêu đến gần Chúa Giêsu để thử người. Họ nói người ta có được phép cưới vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại: các tôi chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Ngài phán: bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy từ gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly? Đó là lời lời Chúa ngày hôm nay nói về một cái sự ràng buộc, là cái sự ràng buộc trong hôn nhân, là cái sự ràng buộc có tính vĩnh viễn. Khi nói đến ràng buộc, ai cũng mất một cái cảm giác là khó chịu. Mình không được tự do làm cái điều mình thích thì nó phải khó chịu. Thế nhưng trong tình yêu thì lại khác. Cái sự ràng buộc của tình yêu đó là cái sự ràng buộc mang lại niềm vui và hạnh phúc. Khi mà trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, cả hai nói với nhau cái lời tuyên ngôn: mình không còn sống cho mình mà sống cho người mình yêu. Có nhiều cái giải thích về cái nhẫn cưới, thế nhưng có một giải thích mà tôi rất là thích. Đó là cái nhẫn của những người nô lệ ngày xưa. Lúc đó khi mà mua được một người nô lệ thì người ta sẽ đeo cho người đó một cái nhẫn không cởi ra được. Để làm gì? Trong cái nhẫn đó thì ghi tên của chủ nô lệ. Làm như thế để cho nô lệ khỏi trốn đi đâu được. Và nếu muốn trốn thì phải chặt ngón tay của mình. Và như vậy, cái nhấn của người nô lệ đó là cái sự ràng buộc, để rồi người nô lệ đó sẽ thuộc về người chủ nô. Và trong cái nghi thức hôn nhân, cũng như ngay cả trong những nghi thức khác, thánh thiên hương, lời tuyên hứa của các tu sĩ trong các lễ khấn vân vân, đôi khi cũng có, không phải là nghi thức, nhưng mà cũng các tu sĩ cũng muốn đeo cho mình một cái nhẫn để nói rằng mình không còn thuộc về mình nữa, nhưng mà thuộc về đấng mình yêu. Và có một câu chuyện thật cảm động về cái nhẫn cưới của cha chánh cư Kim Phát ở Đà Lạt. Ngài kể lại là sau giải phóng, có nhiều sĩ quan trong chế độ cũ phải đi học tập cải tạo. Thế rồi có một cặp vợ chồng mà chồng là cựu sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa phải vào trại cải tạo năm 1975. Và trong khi biết bao nhiêu người tù của thời đó vì cái cải tạo mà chia cắt, mà rồi lại gạt lệ đắng cay, khi người vợ xin phép chồng để cho mình yêu một người khác, và có khi là ngang nhiên, để rồi có một mối tình mới. Và người vợ bên ngoài âm thầm lắng tỏ quan tâm. Còn trong trường hợp cái gia đình này mà cha Chánh Xứ Kim Phát nghe kể và cảm động, đó là người vợ đến thăm người chồng và cầm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ở hai bên của hàng rào. Và lúc đó cả hai nghĩ ra một cái kế để nối lại cái lời thề của nhau. Tức là trước đây chồng trao nhẫn cho vợ, vợ trao nhẫn cho chồng. Bây giờ người chồng gỡ cái nhẫn của mình ra
trao lại cho vợ, người vợ gỡ cái nhẫn của mình ra để trao lại cho chồng. Và tất nhiên là cái nhẫn của chồng thì nó rộng, người vợ chỉ có thể đeo vào ngón tay cái được mà thôi, còn người chồng thì cái nhẫn của vợ chỉ đeo được vào ngón tay út, nó mới vừa được. Rồi sau đó sẽ cam kết chung thủy với nhau cho đến ngày mình trả lại cái nhẫn cho nhau. Và câu chuyện không phải kết thúc ở đó, họ đeo nhẫn ngược đời như vậy cho đến ngày gia đình được đoàn tụ, và bây giờ cả hai vợ chồng đang sống ở bên Hoa Kỳ. Và rồi cho đến ngày hôm nay họ vẫn đeo nhẫn ngược như vậy. Tại sao họ lại thích đeo cái nhẫn ngược như vậy? Chồng đeo cái nhẫn của vợ, vợ đeo cái nhẫn của chồng. Đeo nhẫn ngược thì nó nhiều cái nó khó chịu, thế nhưng mà nó là cái nhẫn ngược, nhưng mà nó lại nói lên cái xuôi trong tình yêu. Và chính trong bóng tối mà đèn nó sáng hơn. Khi đeo cái nhẫn ngược như vậy, họ mới nhớ lại và tự hào về cái tình yêu của mình đã chung thủy với nhau trong những lúc gian nan, trong những lúc thử hết sách cam go. Và có lẽ họ sẽ đeo nhẫn như vậy cho đến hạnh phúc đời đời ở trên trời. Lời Chúa ngày hôm nay nói với tất cả mọi người chúng ta và kết duyên đối với đôi tân hôn về cái tính vĩnh viễn của hôn nhân. Người nam sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy thì vì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Ở đây không phải là cái chuyện ràng buộc, nhưng là cái chuyện yêu cho đến nơi đến chốn, yêu cho trọn vẹn, yêu với tất cả trái tim của mình. Và khi đã yêu như vậy rồi thì mọi chuyện trở nên tốt đẹp, và từng giây phút trở nên nở hoa. Cầu chúc cho đôi tân hôn và tất cả mọi người chúng ta tham dự thánh lễ hôn nhân này nhìn lại tình yêu của mình, và xin Chúa chúc lành thánh hóa tình yêu của chúng ta, để rồi một khi đã yêu cho trọn vẹn thì lúc đó mọi khó khăn, mọi thử thách nó lại trở nên vẻ đẹp, lại nhiều hoa trái. Như là đôi vợ chồng đã tiếp theo cái dẫn ngược đời và tiếp theo như vậy, để rồi mãi mãi nhớ về cái khó khăn, cái cam go, cái thử thách, và tự hào về cái cam go thử thách đó, và đã yêu nhau với một tình yêu hoàn hảo trọn vẹn, tự hào về tình yêu của mình. Amen.